Còn bây giờ mời quý khán giả cùng kết nối với chị Hồng Quyên từ phim trường thời tiết để có thêm thông tin. Ngày đầu tháng 4 thì thời tiết ở các tỉnh thành Nam Bộ vẫn khá khó chịu, trời nắng mạnh và nóng. Không biết là trong tháng này thì nắng nóng sẽ diễn biến ra sao và không biết là có mưa dông không chị? Xin chào quý vị khán giả của miền Tây hôm nay. Vừa qua thì ở khu vực Nam Bộ đã xuất hiện những cơn mưa giải nhiệt nhưng mà không nhiều, chỉ cục bộ và cũng hết nhanh. Không khí thì vẫn khá nóng. Về dự báo những cơn mưa thì trong khoảng nửa đầu của tháng 4 này hầu hết là không xuất hiện cơn mưa nào. Phải tới nửa cuối của tháng 4 thì có thể có những ngày sẽ xuất hiện mưa dông. Cần phải lưu ý là trong tuần cuối cùng của tháng 4, trong mưa dông có thể kèm theo một số hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét, gió giật mạnh và cả lốc xoáy nguy hiểm. Còn về nền nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ trong tháng 4 này dự báo cũng sẽ cao hơn so với tháng 3. Và trong đó, ở khu vực miền Đông Nam Bộ và ven biên giới Tây Nam thì sẽ xảy ra nhiều đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với mức nhiệt từ 35 cho tới 39 độ C, thậm chí có những nơi còn cao trên ngưỡng 39 độ C. Còn các khu vực khác ở miền Tây Nam Bộ cũng xảy ra nắng nóng trên diện rộng, xuất hiện thành nhiều đợt và dài ngày với mức nhiệt từ 35 tới 38 độ C. Nhiệt độ cao và thời gian nắng kéo dài trong ngày khoảng từ 7 cho tới 10 tiếng, cộng với độ ẩm thấp nữa, sẽ gây ra thời tiết rất là khó chịu, nhất là đối với những người mà phải hoạt động ở ngoài trời. Vì thế cho nên để đảm bảo sức khỏe cho người lao động thì cần phải bổ sung nước khoảng từ 2,5 cho tới 3 lít nước một ngày. Và quý vị cũng cần phải nghỉ ngơi ở những nơi mà thoáng mát sau khoảng 45 phút đến 1 tiếng làm việc. Và đặc biệt là chúng ta cần phải ngừng làm việc khi mình cảm giác là bị chóng mặt hay là bị buồn nôn. Đây thì cũng là khuyến cáo dành cho những quý vị nào mà phải làm việc ở ngoài trời trong ngày mai tại các tỉnh thành ở khu vực miền Đông Nam Bộ và một số nơi ở miền Tây Nam Bộ như Châu Đốc, Cao Lãnh hay Vĩnh Long với mức nhiệt là từ 35 cho tới 37 độ C. Còn các nơi khác thì mức nhiệt phổ biến trong ngưỡng là từ 33 cho tới 34 độ C, cũng khá nóng. Chuyển sang thông tin tại thành phố biển Phú Quốc. Ngày mai thì cũng khá nóng về khoảng thời gian trưa chiều với mức nhiệt cao nhất là khoảng 33 độ C. Sau khoảng 4 đến 5 giờ chiều thì mây dông bắt đầu kéo đến và gây mưa, giúp cho bầu không khí có phần trở nên trong lành và dễ chịu hơn. Nhiệt độ thấp nhất về đêm là khoảng 27 độ C. Về thời tiết biển thì vẫn khá tốt ở vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau và Cà Mau Kiên Giang khi dự báo là gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.